Con tên Trần Quốc Huy. Con tên Trần Quốc Huy. Trần Quốc Huy. Bạn tên là Trần Quốc Huy, con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 5. Lớp 5 giỏi quá nha. Con cởi chiếc xe đạp này đi luôn lên đại học nghe con. Đây chiếc xe đạp. Ông già Noel sẽ trao chiếc xe đạp này cho con nha. Chúng ta cho tràng pháo tay 2, 3. Rồi, học giỏi nghe con. Con cảm ơn cô. Cảm ơn ân nhân nữa con nha. Cảm ơn bà con. Giảng xuống. Và con số tiếp theo, đối với tất cả mọi người, hình ảnh gia đình liên kết với nhau. Gia đình hình ảnh ba ngôi, nhất cha nhì mẹ ba thời các con. Có nghĩa là có cha mẹ rồi có con cái, cho nên từ đó ta suy nghĩ một con số tròn. Người Việt Nam vẫn sử dụng nhất quá tam. Gia đình hình ảnh ba ngôi, nhất cha nhì mẹ ba thời các con. Cho nên cha chọn con số tiếp theo, đó là con số 3. Ai có con số 3? Có không? Ai có con số 3? Chắc nó có rồi quá. Bây giờ nếu không có thì ta gửi đến một con số tiếp theo đặc biệt, đó là con 72. Có không? Có con số 72, có không? Dạ, như cha suy nghĩ như vậy là nhất quá tam ba bậc. Bây giờ, xin gửi đến cho chúng con năm nay đặc biệt để nhớ đến ba miền ba lần. Con số 290. Con số 290. Ô là la. Con số 3 con không, con số 290, tức là 290. À, 290 đúng rồi nha. 290 nha. Xin gửi đến xe đạp cho các cho em. Rồi, chiếc xe đạp con số 290. Bé nó bao lớn rồi con? Dạ con 10. Hả? Dạ con 10. Vậy hả? Nhà con ở đâu? Dạ nhà con ở chùa Cô Đài. Ở chùa Cô Đài hả? Nó tên gì? Dạ con tên Phượng. Tên Phượng, còn đứa con tên gì? Con Hải Đình Thắng. Thắng hả? Nó học lớp mấy rồi con? Dạ lớp 4. Lớp 4 hả? Mới 4 tuổi. 4 tuổi? Thôi được rồi. Dạ xin báo cô tên gì? Tên Phượng, nhà ở xóm Cao Đài nha. Có đứa bé được 4 tuổi nha. Xin cảm ơn tất cả những thân ân nhân của mình nha. 290 nha. Và trước khi dừng lại phần 1, phần 2, bây giờ tới phần thứ 3 là diễn nguyện và canh thức Giáng sinh, thì xin tôi thay mặt cho gia đình họ Đạo cảm ơn tất cả, trước hết là các ban ngành đoàn thể ở địa phương, ở huyện thị trấn, như ở địa phương gần nhất các khốn khu khóm ở đây. Và kế đến tôi xin cảm ơn tất cả bà con ở xung quanh đã vì thiếu nhi
vì tuổi trẻ đã hy sinh những ồn ào từ mấy tiếng đồng hồ qua. Và tôi xin thay mặt cho cộng đoàn cảm ơn tất cả những thân ân nhân đã gửi đến bằng cách này cách khác để giúp cho các em cũng như những người neo đơn, đặc biệt trong thời gian khó khăn này mà chúng ta chia sẻ với nhau. Xin cảm ơn tất cả và xin chúc tất cả quý vị hẹn lại năm sau chúng ta sẽ gặp lại với gia đình, với các bé thiếu nhi thêm một tuổi và không khí chung của đất nước cũng như của thế giới sẽ tươi đẹp hơn. Xin kính chào. Và chương trình tiếp theo sẽ là chương trình canh thức mừng Chúa Giáng sinh, sẽ diễn ra trong vòng 5 hoặc 10 phút nữa. Chúng ta xin chờ đợi.